1886 đến năm 1975, Lạc Sơn là một huyện của tỉnh Hòa Bình. Rồi thuộc tỉnh Hà Sơn Bình năm 1975 đến năm 1991 và trở lại đây tỉnh Hòa Bình từ năm 1991. Nơi đây có nhiều di truyền cổ khảo và thuộc miền Hòa Bình. Dịp 20 tháng 11, Chi đoàn lớp 12A5 xin được kính chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn có một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn. Con đường thanh thang ngôi trường cao rộng về Lạc Sơn quê ta hôm nay, trên cánh đồng làng ngân vang tiếng hát về dòng sông bừng câu hát chào riêng sẽ xa. Lạc Sơn quê ta sẽ làm vân hoa diễn ra đôi tay tình ai đắm say quê mình hôm nay. Dừng lên xanh đua đồng chiếu hạt về Lạc Sơn quê ta hôm nay, về với tự hào vui trong ánh mắt xoa đi đói nghèo xa khó.